Đầy thị phi, nhiều sao Việt thành tâm hướng về Phật Pháp người tổng hợp. Huỳnh Lâm Nguyệt Thảo Hiền Hồ mới đây trên trang cá nhân của mình. Hiền Hồ vừa chia sẻ loạt ảnh giản dị bên sư cô cùng trạng thái. Cảm ơn những vấp ngã trong cuộc đời này. Trong ảnh, nữ ca sĩ sinh năm 1997 diện trang phục đơn giản, đeo hạt trang và đội nón rộng vành vô cùng giản dị. Có thể thấy Hiền Hồ đã có khoảng thời gian vô cùng vui vẻ, thoải mái nơi cửa Phật sau những ngày đối diện với showbiz đầy thị phi. Với những ai thường xuyên theo dõi trang cá nhân của Hiền Hồ cũng sẽ thấy, nữ ca sĩ thường xuyên chia sẻ những hình ảnh như ngồi thiền, đi lễ chùa và ăn chay. Trong khoảng thời gian cách ly xã hội vì dịch Covid-19 vừa qua, Hiền Hồ cũng đã quyết định lên Đà Lạt để ở ẩn, tránh xa những xô bồ nơi thành thị. Angela Phương Trinh trước Hiền Hồ. Angela Phương Trinh là nghệ sĩ nữ trẻ tuổi của showbiz Việt quyết tâm đi theo đạo Phật sau nhiều năm hoạt động. Vốn từng là một cái tên khá thị phi của showbiz, việc Angela Phương Trinh đưa ra quyết định này khiến nhiều người không khỏi bất ngờ. Sau khi hướng Phật, Angela Phương Trinh cũng dần rút lui khỏi làng giải trí. Cô thường xuyên xuất hiện với hình ảnh giản dị, gần gũi, chăm chỉ làm việc thiện để tích thêm công đức cho bản thân và gia đình. Mới đây, Angela Phương Trinh và em gái mình là Phương Trang cũng đã quyết định sẽ ăn chay trường. Hai chị em cũng cùng nhau mở quán cơm chay với mong muốn có thể mang đến cho mọi người những bữa ăn thật ngon. Thủy Tiên sinh ra trong gia đình có truyền thống theo đạo Phật. Thủy Tiên chia sẻ rằng ngay từ khi còn trong bụng mẹ, cô đã được nghe mẹ tụng kinh suốt. Có lẽ cũng chính điều đó đã giúp hình thành nên niềm tin của cô dành cho Phật Pháp cho đến tận bây giờ. Nữ ca sĩ chia sẻ rằng việc tu tập giúp cô cảm thấy cân bằng hơn trong cuộc sống. Cô cũng không còn tham gia nhiều hoạt động của showbiz mà thường cùng ông xã Công Vinh đi làm từ thiện, giúp đỡ người dân gặp khó khăn. MC Đại Nghĩa nhắc đến một trong những sao Việt thành tâm hướng Phật, chắc chắn không thể không kể đến MC Đại Nghĩa. Từ lâu, anh đã được biết đến là người ăn chay và tu tập theo Phật Pháp. Cũng chính vì điều này nên nam MC lúc nào cũng vui vẻ, lạc quan và có lối sống vô cùng giản dị. Bên cạnh đó, MC Đại Nghĩa cũng được biết đến là nghệ sĩ chăm làm từ thiện nhất showbiz Việt. Bất cứ nơi nào người dân có hoàn cảnh khó khăn, anh đều sẽ hết sức giúp đỡ. Điển hình nhất có thể kể đến việc anh chi tiền túi và lặn lội xuống miền Tây để lắp máy lọc nước cho bà con đang bị hạn mặn. Cùng với đó, anh cũng phát gạo cho những người dân có hoàn cảnh khó khăn đang bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Phương Thanh cũng giống như MC Đại Nghĩa, Phương Thanh là cái tên được nhiều người nghĩ đến khi nhắc tới những sao Việt thành tâm hướng Phật. Sau nhiều năm hoạt động trong showbiz, Phương Thanh đã quy y cửa Phật với pháp danh Nguyên Hương. Trên trang cá nhân, nữ ca sĩ thường xuyên chia sẻ những quan niệm triết lý về cuộc sống, những câu chuyện về luật nhân quả. Có vẻ như sau khoảng thời gian phải đối diện với quá nhiều biến động của làng giải trí, nữ ca sĩ đã thật sự tìm được nơi để mình có thể cảm thấy tĩnh tâm. Hồ Quỳnh Hương năm 2011, Hồ Quỳnh Hương gây bất ngờ khi thông báo về việc mình đã quy y. Bên cạnh việc ăn chay trường, nữ ca sĩ cũng thực hiện thời khóa tụng kinh niệm Phật các buổi sáng và tối đúng với một Phật tử. Hồ Quỳnh Hương chia sẻ khi ăn chay là cảm thấy tâm hồn vô cùng thanh thản, luôn cảm nhận trong người mình một nguồn năng lượng cuộn chảy và luôn thấy yêu cuộc sống. Không còn rơi vào trạng thái buồn vui lẫn lộn như trước đây không chỉ vậy. Hồ Quỳnh Hương còn lập nên chuỗi nhà hàng chay tại thành phố Hồ Chí Minh để phục vụ cho những người cũng có tinh thần hướng Phật. Năm 2012, Hồ Quỳnh Hương lọt vào danh sách những nghệ sĩ ăn chay quyến rũ nhất thế giới. Ngoài ra, showbiz Việt vẫn còn nhiều nghệ sĩ thành tâm hướng Phật như diễn viên Việt Trinh, ca sĩ Bảo Yến, Ngô Thanh Vân. Ha ha ha, 问什么的说呵。